Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào là trong những vai diễn nổi tiếng trong những thập niên 90, được biết đến những vai diễn như Cô Đào Cẩm Thanh trong vớ Cô Đào Hát, vai Kiều trong vớ Ai Giết Nàng Kiều, vai Lan trong vớ Lan và Điệp. Cô là trong những đầu tiên huy chương vàng và giải Trần Hữu Trang vào năm 1991. Nổi tiếng trên sân khấu từ thập niên 87 đến 80 của thế kỷ năm 20. Phương Hồng Thủy là cái tên luôn được công chúng nhắc tới mỗi khi chuyến lưu diễn của cô dừng ở Cực Tính. Lúc đó cô đang theo hát tại đoàn sân khấu Cải Lương Đồng Nai. Sau đó năm 1990, cô rời đoàn Đồng Nai về đoàn Kiên Giang và xuất thân trong các vở Hàn Mặc Tứ, Thám Kịch Tuổi Thanh Xuân cùng các nghệ sĩ như Trọng Hiểu. Những năm 90, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy là trong những tên tuổi được nhiều khán giả yêu mến. Cô nổi tiếng với các vở diễn như Cô Đào Cẩm Thanh trong vở Cô Đào Hát, Nàng Kiều của Ai Giết Nàng Kiều, vai Lan trong vở Lan và Điệp. Tất thấy những tác phẩm trên đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Song bên cạnh nghiệp ca hát thành công của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy lại có một cuộc đời đầy chông gai. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy thiên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960, cô bắt đầu đi theo nghề ca hát cải lương từ sớm. Những năm 89, nơi nghệ sĩ đi hát trong đoàn sân khấu cải lương Đồng Nai, sau đó chuyển vào đồng tại đoàn Kiên Giang. Từ đây cô cùng nghệ sĩ Hữu Trọng trở thành cặp đôi sân khấu được nhiều người khán giả yêu mến. Đến năm 1996, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy trở lại thành phố Hồ Chí Minh rồi công tác câu lạc bộ cải lương Thợ Bạn Ái Hữu Nghệ Sĩ. Tại đây cô cùng nghệ sĩ Vũ Linh đã trở thành bộ đôi được khán giả ủng hộ. Cùng từ đó tên tuổi của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy ngày càng nổi tiếng. Cô đã được nhiều huy chương vàng tại hội diễn và được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Con đường sự nghiệp suôn sẻ bao nhiêu thì đường tình duyên của cô lại trăn trở bấy nhiêu. Năm 21 tuổi, Phương Hồng Thủy kết hôn với một người cùng nghề chỉ vì lợi ích. Không cho cưới là anh, cuộc sống vợ chồng của cả hai diễn ra rất đối hòa thuận. Cho đến khi cô mang thai 7 tháng rưỡi, lúc này với lý do hai vợ chồng cùng nghề, hát thì làm sao đủ tiền nuôi con, ông cha nữ nghệ sĩ quyết bỏ mẹ con cô mà đi. Thế là năm đó cô gái trẻ Phương Hồng Thủy phải chật vật nuôi con vì đi hát, hai mẹ con nương tựa từ đoàn này đến đoàn khác. Mỗi khi đứng trên sân khấu, nữ nghệ sĩ lại hồi hộp lo lắng không ai chùm nôn con nhỏ. Có lần đi diễn ở Xuyên Mộc, cô bị đánh cắp cả trời xưa. Thời điểm đó khó khăn kiếm sống, Phương Hồng Thủy gần được sụp đổ, có lúc cô còn nghĩ đến việc tự chấm dứt cuộc đời mình. Kể vì thời gian ấy, nữ nghệ sĩ trái lòng, đó là những lúc phút bồng bột, tuổi trẻ trong tôi, thiếu suy nghĩ, nghĩ lại tôi thấy mình vừa dài vừa sầu khổ, khi qua giai đoạn đó rồi, trời cao đất rỗng, hạnh phúc vẫn chào đón. Thời điểm khó khăn kiếm sống, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy dường như sụp đổ, có lúc cô còn nghĩ đến việc tự chấm dứt cuộc đời mình. Kể vì khoảng thời gian ấy, nữ nghệ sĩ trái lòng, đó là những phút bồng bột của tuổi trẻ trong tôi, thiếu suy nghĩ, nghĩ lại, tôi thấy vừa dại vừa xấu hổ. Khi qua giai đoạn đó rồi, thì trời cao đất rỗng, hạnh phúc vẫn chào đón. Ba mẹ mình sinh ra, nuôi mình đến lớn, mình chưa đền đáp được. Sao lại tự hủy hoại? Từ đó nghệ sĩ Phương Hồng Thủy trở lại mạnh mẽ và kiên cường hơn, cô quyết tâm đi hát đi kiếm tiền, lo cho con nhỏ. Trải qua những sóng gió cuộc đời, cuối cùng nữ nghệ sĩ cũng gặp được nhiều bạn đời như ý. Năm 2004, Phương Hồng Thủy qua Mỹ định cư và bất ngờ thông báo kết hôn một người đàn ông kém tuổi. Kể về cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nữ ca sĩ tiết lộ rằng tình quê với ông xã trong một tai nạn xe. Hàng năm cứ đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, nhiều nghệ sĩ tụ họp cùng tri ân nghề sân khấu do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Năm nay giỗ tổ không được tổ chức long trọng như những thường. Còn ở nơi đất Mỹ, nhiều nghệ sĩ cải lương trở thành quay quần với nhau. Năm nay có lẽ lần đầu tiên họ có dịp ngồi cùng nhau hướng về tổ nghề. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy thể hiện vui vẻ, cô vừa pha nước vừa lại ngân nga một câu vòng cổ. Có ai mua cà phê, có em mua cà phê. Được biết, buổi tụ họp có sự tham gia có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cải lương như nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nghệ sĩ Cấm Thu, nghệ sĩ Tấn Châu, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Thoài Mỹ, nghệ sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ Kim Tiểu Long.
Sau khi chuyển vị định cư tại Hoa Kỳ, hầu hết các nghệ sĩ đều tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình. Bên cạnh đó, việc lưu diễn liên tục, họ phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. Bởi thế, hiếm khi nào các nghệ sĩ cải lương lại có mặt đông đủ đến vậy. Trong video, các nghệ sĩ thân thiết trò chuyện và hỏi thăm lẫn nhau, nhiều người còn chán chị, mặc đồ ở nhà và không mắc kê. Có lẽ thấy dù không thường xuyên gặp gỡ, nhưng họ vẫn dành sự quan tâm đến những người sân khấu lâu năm của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.